trong cái khoảng thời gian mình cô đơn, rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Ha? Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu, thì do là không có đến được với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mình cô đơn á, rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Vợ em có chia sẻ là em đã biết anh từ năm 2019 rồi. Lúc mà em đang gặp được anh, em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vậy vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đang về chàng trai đó. Và lúc đó em lấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có sen gì đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại anh là em vội vàng em là kiếm cho mình được chồng mình. Và xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thì có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên. Mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài. Cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Hơn sau là chồng em phản hồi. Với em thì lúc đó em vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Thì lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì. Thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh mới bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi. Lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì trước khi mà về Việt Nam thì em có nói chuyện với Thương. Lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh
thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là em không muốn đau thêm một lần. Đúng rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái, có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Xong rồi mẹ em im lặng. Hai ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không? Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp, dẫn anh Khánh về gặp. Thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi đếp bác xe lên thăm thăm chồng em. Thì lúc đó em rất là sợ, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì hôm đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không ạ? Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và với em luôn. Là ở nhà em luôn? Nó không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em, gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Có nghĩa là Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đó. Đấy là sao là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ á, và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa, thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó. Thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không.
Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới, mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Thấy vợ như công chúa luôn ấy. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Dạ. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt em lại không có quần. Khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh. Bởi vì là khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Thì là hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà như thế nào đi nữa nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Nói về tật xấu thì chồng em cái đó với em không phải là tật xấu, mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân. Thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì mệt quá không thể đi tắm nổi, sẽ lười tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là xuống lọc rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Đúng, kiểu quan tâm nhiều hơn. Đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh đưa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm đời quá đi. Chồng em hay nhõng nhẽo nữa. Về là nhõng nhẽo. Mệt lùi cái là bắt đầu có thể lấy cái chăn không, chưa giờ anh đi không nổi nữa rồi. Quá mệt rồi, không thể trường đi nữa được rồi. Em có giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy cái lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn, lúc thấy thương là mình phải đi lâu. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tin đúng mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc vết thương bị đau. Bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi, em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình phải thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Cưng dễ sợ. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya, rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu, rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Chuẩn bị xong hết rồi, vẫn chưa xuất hiện. Vì vợ em chưa quen với cái việc mà livestream bán hàng á.
Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi bình luận không có hay hoặc một cái bình luận không tốt. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chị là bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Tại vì lo cho em á. Lo cho em. Ở nhà mà còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Cảm ơn tụi em rất là Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Em tên là Phạm Hải Quyết, năm nay em 28 tuổi. Hiện nay em đang làm việc tại công ty lắp máy. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên Bội Tiền, em 23 tuổi, em đang ở nhà trông con. Ở nhà trông con hả? Các em bé rồi hả? Dạ. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, em bé em được 15 tháng rồi. 15 tháng hả? Dạ. Trời Tuyền. Ơi, hai em sống ở đâu? Dạ, hai em sống ở Hậu Giang. Là mình mới lên tới đây luôn? Dạ, dạ em lên từ hôm qua. Anh thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son, thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình này, rất cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đi từ Hậu Giang lên đây để tham gia chương trình. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thời gian đầu tiên. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là tình cờ em lên Zalo, mà em vô cái phòng mà kết bạn bốn phương á. Cái em vô đó em sẹt sao thấy cái bạn này nhắn tin lên, nói đang buồn quá ai gọi tám đi. Cái em mới nhắn tin kết bạn liền. Em kêu bạn là nhắn tin số điện thoại qua đi, em gọi. Và em gọi nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, lần đầu tiên nói chuyện mà mới 3 tiếng đồng hồ. Lúc mà bạn này gọi điện cho em á, em có ngạc nhiên không? Hay là sao mà tự dưng mà có chuyện gì để nói mà nói tới 3 tiếng dữ vậy? Vậy không, cứ chém gió không Vân vậy thôi. Vậy đó hả? Nói chuyện qua lại rất là lâu rồi em mới đòi gặp bạn hoài à. Nhưng mà bạn không có cho gặp. 10 tháng gần cái năm bạn mới cho em gặp. Em nói là hai đứa mình quen nhau lâu lắm rồi, giờ em không cho anh gặp gì hết. Thôi không ấy, mình chia tay đi chứ quen gì quen chi. Rồi cái bạn mới hẹn một cái dịp cho gặp mặt là ngay cái chỗ đám cưới của người em vợ. Đó là khi mà em qua là nội ngoại hai bên vợ là biết em hết. Em bị cái bệnh như thế này á, là lúc đó là em đã bị chưa hay là như thế nào? Dạ em đã bị rồi, em bị lúc nhỏ rồi. Là do mình sốt. Dạ sốt bại liệt. Đúng không? Mình sốt bại liệt đúng không? Có phải là vì lý do đó mà em chưa muốn cho bạn này gặp không? Dạ không, tại mấy tháng đầu là chị thả thính thôi à. Nói anh thích em cứ nói là thích thì thích, nhưng mà em chưa có thích lại. Dần dần rồi từ từ có tình cảm rồi. Sau này đến khi mà gần gặp nhau á là em mới thích lại anh. Nhưng mà trước khi gặp đó em có nói với bạn á là em là tình trạng như thế này không? Dạ em có nói, nhưng mà chắc ảnh nghĩ là em chỉ thử anh thôi á nên ảnh không có tin. Có thêm một lần nữa bạn nói là bây giờ em bị tai nạn, em đi không được, em ngồi xe lăn không à. Vậy anh có thương em không? Cái lúc đó em mới nói em khùng quá à. Anh thương em là anh thương tấm lòng chứ không phải là thương em đi được hay là không. Rồi sau cái lời nói đó bạn mới cho em gặp. Rồi sau đó khi mà lần đầu tiên em gặp vợ thì như thế nào? Vừa tới nơi là bạn đã ngồi sẵn trên xe lăn, ngồi ngoài đường đợi rồi. Khi mà em gặp là em nhận ra liền, tại vì cái khuôn mặt nói chuyện qua lại rất là quen. Rồi em mới dừng xe lại, em hỏi là em có phải tên Tuyền không? Bạn nói là đúng rồi. Cái lúc đó trong lòng em mới thấy hơi bỡ ngỡ chút xíu. Mình không nghĩ là bạn như vậy. Mà trong cái quá trình quen thì em lại đòi hỏi bạn quá nhiều. Chẳng hạn như khi mà em nhắn tin, bạn trả lời lâu á, cái em giận đồ này nọ, nhưng mà không biết là bạn như thế đó. Mình thấy bạn rồi, thấy cái cảm giác của mình đòi hỏi ở bạn quá cao. Khi mà gặp bạn em thấy rất là thương bạn. Lúc đó có một cái suy nghĩ ngang đầu, nó đây là cái người mình chăm sóc. Mình sẽ phải làm cái việc này chăm sóc cho bạn suốt đời đúng không? Dạ. Quá hay luôn á. Nhưng mà về em thì sao? Khi mà lần đầu tiên em gặp chàng trai này ở ngoài đời thì như thế nào? Lúc đó em chỉ mới hơi thích thôi chứ chưa gọi là mình... Chưa thích anh nữa. Dạ.
tại vì trong qua hình nó là ảnh xấu hơn. Ở ngoài ngon lành hơn. Nếu như gặp em nói ủa cũng đỡ hơn trong hình tí mà à. Em tự nói vậy thôi. Rồi sau lần đó thì bên gia đình em ai cũng mến, ai cũng nói ồ thằng đó thì dễ thương vậy đó. Rồi có cảm tình rồi em mới thích thật sự. Khi mà em với bạn mày yêu nhau vậy em có nói cho gia đình em biết không? Dạ có. Thì em nói thẳng với ba với mẹ luôn. Em nói là bạn em bị vậy đó. Em thấy ba mẹ có vẻ là không đồng ý. Mẹ em khóc luôn. Em mới nói là bây giờ cảm thấy thương bạn đó rồi đó, nhưng mà duyên nợ thì thôi ba mẹ cho con tự quyết định một lần. Ba em không chịu, là không chịu ở chỗ là sợ em mới. Rồi tình cảm thì có, nhưng mà sau này quen nhau rồi thì sẽ có những cái vấn đề phát sinh này kia nọ, thì sợ em sau này cực khổ rồi này kia chịu không nổi thì bỏ con người ta. Thế thì mang tội. Thế ba em không chịu là không chịu ở điểm đó. Nhưng mà sau khi cưới nhau về thì ngon lành hết. Ngon lành. Nhưng mà bây giờ ba mẹ em là cưng bạn này không? Dạ rất là cưng. Cưng đúng không? Nghe nè, ảnh lãng mạn không? Dạ không. Sau khi cưới thì có chứ trước khi cưới thì không. Ủa sao, sao ngược lại vậy ta? Dạ trước khi cưới không bao giờ tặng quà, hiếm lắm. 2-3 lần thôi là tặng một hai bó hoa rồi là xong. Cái sau khi cưới thì ngày lễ ngày gì á ổng cũng nhớ, ổng cũng mua tặng hết. Em mới hỏi sao kỳ vậy, đúng ra trước anh phải lấy lòng em chứ sao lại vậy. Cái anh nói là biết có cưới được không, lỡ thằng khác nó vô nó hốt uổng quà. Trời ơi tính dễ sợ tính luôn à. Cái hôm mà em báo với anh là em có bầu á, cái phản ứng của anh sao? Chắc anh cũng chưa vui đâu. Tại vì tụi em không có dự định là sau khi đám cưới sinh con liền á, nên có cái hôm đó hai đứa cứ ngừa ngừa. Hôm đó tự nhiên ổng ổng không ngừa, ổng cứ nói là thử một lần đi, rồi một lần hai vậy ông dính luôn. Ai về dính luôn. Ồ vậy đó hả? Duyên đó luôn. Em ơi, đúng duyên đó em ơi. Rồi đi siêu âm á, đi siêu âm cái người ta nói là có em bé được 8 tuần rồi. Wow. Ông phái ông cười tủm tỉm ông cười về tới về nhà. Là bé trai bé gái? Dạ bé gái. Khi mà em sanh con ra đó thì em có khó khăn trong cái việc mà gọi là mình chăm cho con mình thì cái nọ không? Rất là khó luôn, gần như là mọi thứ là mẹ em đều giúp luôn á. Nên vì cái đó mà giống như sau khi sanh em bị trầm cảm luôn á. Tại vì em không làm được gì hết, cái em nhìn thấy con mình mà ai cũng làm á. Cái cảm xúc với lại lúc đó anh không có chia sẻ với em nữa. Như vậy có nghĩa là toàn bộ cái việc mà chăm con, cho con bú rồi thay tã thay gì cho con là má làm hết. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Anh có phụ không? Dạ có. Ban ngày thì bà ngoại, ban đêm thì hai vợ chồng. Cái việc mà em trầm cảm đã qua hẳn chưa? Hết hẳn chưa? Dạ bây giờ thì đỡ rồi. Nếu như em chỉ có bị trầm cảm là vì em cảm thấy em bất lực khi em không chăm sóc được con. Dạ. Thì em nên bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ. Tại vì vốn dĩ là bây giờ bản thân mình á, là mình đã chăm cho mình còn thấy khó khăn nữa. Dạ. Thì cái chuyện mình không thể nào mà chăm con giống như những người phụ nữ bình thường khác, đó là chuyện đương nhiên. Dạ. Cho nên em không có vì lý do đó mà để em buồn. Rất may là có mẹ. Dạ. Đúng không? Mẹ lo cho con thì cũng giống như mình lo cho con thôi. Thành ra là em phải vui lên, dứt dạt cái suy nghĩ kia đi. Dạ. Luôn luôn nghĩ tới những cái việc tích cực. Đúng không cưng? Dạ. Đúng không? Chắc có lẽ là sau khi cưới về rồi là không có tật xấu gì. Đây là một anh chồng tuyệt vời đúng không? Dạ. Không có tật xấu gì đúng không? Vỡ mộng hoàn toàn. Vỡ mộng hoàn toàn hả? Từ lúc quen tới đám cưới qua không bao giờ xài điện thoại đâu. Cái mẹ em mới nói ủa sao tao thấy ai cũng ghiền điện thoại, có không biết không nha. Cái gì cũng không hết, làm đâu dẹp đó, rất là gọn gàng luôn. Tới bây giờ làm đâu dục đó, mỗi lần đi vô toilet một lần một tiếng đồng hồ, hỏi anh làm gì anh cầm điện thoại vô. Hôm mấy lần đầu em đâu biết anh làm gì đâu. Cái sao em mới gần coi làm gì anh cầm điện thoại vô, giống anh ngồi mà ngày nào không đi làm là đi 5-6 lần vậy đó, vô một lần tiếng đồng hồ. Đến khi mà em muốn đi toilet em phải la lên, bây giờ anh có ra không nhận cái ra. Nhưng mà anh làm gì, làm gì vậy? Em cầm điện thoại làm chơi game hả? Nói nghe coi. Dạ tại vì nếu mà em cầm điện thoại em ngồi ở ngoài á thì sẽ bị la. Cho nên là em cầm vô đó. Vô trong đó là mình hợp lệ. Dạ. Nói còn tật xấu gì nữa nè? Đi đâu cũng lâu á, thứ hai là bà Tám nữa. Bà Tám sao? Đi Tám ra chợ dân dân chợ như gần nhà em mà mẹ em không biết, anh biết hết luôn, quen hết mấy bà bán cá ở chợ luôn. Nghĩa là bạn thân cũng như những chị bảy chị ba. Dạ đúng rồi. Ở chợ đúng không? Dạ. Tại cái tính của em thì vui vẻ hay nói. Khi mà đi chợ gặp mua cái này mua cái kia rồi nói chuyện qua lại trao đổi, rồi nhiều khi nói quên mua gì luôn. Đừng có giỡn nha. Mấy ông này chứ lợi thế lắm á. Đi chợ nhiều khi được tặng quà không. Ví dụ như mua con cá được tặng bó rau. Dạ. Tám là ông Tám cái gì em nói chị nghe coi.
cái gì ông cũng tám, ông hỏi nhân dân như hai đứa đi ăn nhà hàng. Thế ổng ẩm con đi chút xíu ông quay lại thì ông lại biết ông chủ nhà hàng ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi rồi. Cái gì hết luôn hỏi. Vậy đó hả? Vậy là người ngoại giao quá hay rồi ha. Có bao giờ mà đem chuyện trong nhà ra kể hết cho bạn? Có luôn. Em hay cần nhằn ảnh cái chuyện đó đó. Gặp người ta chỉ hỏi lúc này làm công việc gì rồi, thì ảnh lại trả lời luôn làm cái đó rồi lương bao nhiêu, được bao nhiêu. Mỗi tháng thu nhập của mình là người ta biết nên em không có muốn như vậy. Kể hết ra luôn. Dạ. Mà đi làm xong tiền có về đưa cho vợ không? Dạ có. Lúc đầu thì không. Vậy đó, bây giờ đưa chưa? Đưa rồi, sau khi em nói móc nói méo em nói người này đưa người kia đưa nên bây giờ đưa. Bây giờ đưa rồi. Tới em đó quyết cô ấy có tật xấu gì không? Dạ vợ em thì ít tật xấu hơn em. Đôi lúc ít nói. Nhiều khi em muốn đi làm về em có gì vui, em muốn chạy vô khoe, chạy vô vợ ơi chạy vô, quay qua cái mặt sụ một đống, em không biết chuyện gì. Mà em kêu chừng 2 tiếng không trả lời cái em quê em không có... Bị mất hứng. Dạ đúng rồi, mất hứng. Quê rồi cái không có kể nữa. Rồi hay hối, em làm cái này làm cái kia hay hối. Hối vụ toilet đó đúng không? Dạ cái đó thì hối đúng. Còn có những cái là vừa kêu em làm cái này, xong rồi em lại em vừa cầm này lên thì kêu em làm cái khác, hối làm lẹ lên. Còn tật xấu còn gì nữa? Còn cái tật xấu nào đáng yêu không? Trước khi ngủ á, thường là em ngủ, là lúc trước là em mặc áo. Xong rồi khi mà qua đây ngủ thì vợ kêu anh lột cái áo đi, cũng nghe lời lột cái áo ra. Thì tối lột cái áo ra cái chỉ nhủi vô nách em lấy cái cụ chỏ mà chỉ chọt. Mà chỉ chọt cấn như xương, nó vừa đau mà nó vừa nhọt lắm. Nói có khi hả anh đang nghĩ, nói anh cho em chọt 10 phút đi, anh muốn em làm cái gì em cũng chịu. Mà thực tế chọt 1 phút em chịu không nổi rồi, có đâu 10 phút. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Dạ. Có ghen không? Vợ em có ghen không? Dạ vợ em cũng ghen. Nhưng mà có một thời điểm là em nhắn tin với mấy người bạn gái cũ, em muốn hỏi về cái, tại vì có một bạn đã mất rồi, cái tới ngày giỗ, gần tới ngày giỗ em mới nhắn tin cái bạn đó, bạn người yêu cũ đó, hỏi cái ngày giỗ của cái bạn kia. Nhưng mà nói chưa cái kịp nói cái ngày giỗ nữa rồi cái chị này mới phát hiện. Rồi mới giận lên. Giận lâu không? Dạ em năn nỉ 3 ngày. Trời 3 ngày. Ơi, dữ gì hả? Dạ. Rồi giận là khóc hay là im lặng hay là đập đồ hay là làm sao? Giận không có nói gì hết trơn á. Lạnh lùng. Dạ. Cái thứ em nó khó chịu lắm luôn á. Dạ. Em mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì? Dạ em thì mong muốn vợ em nhẹ nhàng lại chút. Nhiều khi mình muốn tâm sự hay gì đó, thấy vợ buồn hay gì đó, tâm sự với vợ, nhưng mà vợ không có chịu tâm sự. Em phải làm cho vợ em thay đổi, có nghĩa là em phải cởi mở, em đừng có giấu cái gì ở trong lòng. Em là một người phụ nữ, mặc dù mình bị những cái mà mình thua những người phụ nữ khác, nhưng mà về mặt đời sống tinh thần của em là em không thua bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Thành ra là em bỏ hết tất cả những cái mà một lúc nào đó tự nhiên em suy nghĩ là em mặc cảm về bản thân. Yeah. Và em phải cởi mở ra. Thực ra mà nói những người đàn ông á, họ không có đón ý được nhanh như là phụ nữ mình đâu. Yeah. Thành ra những mình nói mí, người ta không có hiểu. Yeah. Cái người ta không có hiểu cái mình suy diễn mà nó trời ơi vậy là hết thương mình. Hoặc là vô tâm quá, hoặc là không chịu để ý gì tới cái cảm xúc của mình. Yeah. Cái mình buồn, cái mình tự mình khổ. Mình đừng có dại, tại vì đó là lúc yêu thôi. Còn khi đã là vợ chồng rồi là mình phải cởi mở hết. Mình không đồng ý cái gì mình phải nói. Khi mình đã nói rồi mà ổng không thay đổi thì lúc đó ổng mới có lỗi với mình. Còn mình phải nói ra hết. Em mình dung chưa? Đó, cho nên phải thay đổi nghe. Em có mong muốn ông xã em thay đổi điều gì không? Em mong muốn anh hiểu em hơn một chút, bớt quạo lại với người khác một chút. Anh hay cần nhã, hay quạo lại với mọi người xung quanh á. Chồng đến lại một tí, đi toilet mau một tí thôi. Mà em có thích chồng em lãng mạn không? Dạ thích. Thích hả? Hôm nay em có điều gì lãng mạn dành cho vợ không? Dạ thì trong suốt cái thời gian quen nhau cho đến khi cưới thì em cũng thể hiện rất nhiều với vợ em, nhưng mà còn thiếu cái lời cầu hôn với vợ em. Cho nên là hôm nay đến chương trình em cũng muốn cầu hôn lại vợ em một lần. Hay quá. Hay quá. Em làm đi, anh chị chứng kiến luôn nè. Đó, tôi cầm lấy trái tim này. Cảm ơn. Trời ơi, có nhẫn kìa. Dạ, chồng tặng. Nói gì cứ nói nghe. Chồng với vợ này đã qua kết hôn rồi, nhưng mà chồng còn nợ lại vợ cái lời cầu hôn. Hôm nay chồng muốn tất cả mọi người chứng kiến bằng tình cảm của chồng dành cho vợ. Vợ có đồng ý làm vợ của chồng thêm một lần nữa không? Em đồng ý. Vậy vợ đồng ý thì chồng sẽ sửa sai tất cả những cái mà chồng còn thiếu sót. Nếu mà chồng có
sai hoặc là không phải cái điều gì thì mong vợ chia sẻ thẳng thắn với chồng để chồng biết, còn xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình sau này và dài lâu. Dạ, em sẽ thay đổi gì anh và con? Hay. Đó, hay cảm quá. Cảm ơn em. Trời, đôi câu đẹp quá, cái nhẫn tôi ganh tị quá. Lấp lánh. Đó, thấy trời ơi, hôn nữa kìa. Trời ơi. Như vậy là quá lãng mạn rồi. Xin thay mặt chương trình xin chúc cho hai em hạnh phúc luôn luôn như thế này. Hùng nắm tay và hôn một cái nữa. Hôn má một cái nữa. Sẽ mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc như thế này nha. Dạ, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thắng Mẫn, năm nay em 34 tuổi. Em công tác trong ngành ngân hàng. Chào Mẫn. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Dạ. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Ê bé Hoàng. Dạ. Cái tên của em mỗi lần Lưu mà Lưu Thị Khải Hoàng Xuân Nữ. Đó, cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận. Mỗi lần tên gì mà dài sọc vậy? Dạ. Không phải, thật sự anh thấy cái tên nó rất là lạ. Dạ. Hiểu không? Rất là dài. Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc cũng hơi cực đúng không? Dạ đúng rồi. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Vậy hả? Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng. Còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Trước đây là cổ bên điều dưỡng, bây giờ kinh doanh tự do. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Em quen nhau là vì vậy đó. Không? Có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Đó. Anh đang định hỏi, mà anh không nhớ cái từ. Là ngoại cảm á. Dạ. Đó. Là sao, kể gì nghe coi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong, gọi là trong cái chỗ em ở trọ. Hồi đó nói chung cũng khổ, cũng nghèo nên là ở trọ bên Bình Thạnh. Thì một cái sự cố xảy ra là bị mất cắp ở trong phòng trọ. Là em? Thì mọi người nghĩ là em, nghĩ em là người lấy. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và đúng rồi. Tủi thân á, đúng tủi thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan thì em kể với một người chị. Thì tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị nói là chị có bé em là học trò của cô của chị, thì cũng công tác trong bệnh viện với nhau. Thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ. Thì vợ em bảo là đang bận, có gì sẽ gọi lại cho em sau. Thì tới tối thì cổ có điện cho em và em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu mà rất là mong là Hoàng có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Thì hôm sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Dạ. Thì Hoàng mới gọi là một nhóm ở cùng với nhau, thì Hoàng mới xử lý cái tình huống đó. Thì rồi Hoàng mới nói với cái người bạn của em bị mất á, bây giờ tôi nói với bạn nè, bây giờ bạn có muốn lấy lại không thì bạn cứ lấy đi, còn tôi cho bạn biết luôn, nếu như bạn lấy thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế này thôi, còn nếu như bạn chấp nhận bạn bỏ luôn, bạn bỏ cái điện thoại luôn, bạn không lấy lại nữa thì sắp tới đây bạn sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt hơn rất là nhiều. Hay quá. Thì cô bạn em đồng ý bỏ điện thoại và không chơi cùng với cô bạn đó nữa. Và xí cho hỏi cái khoan, em hỏi cái này nghe. Cái cô bạn mất điện thoại đó bây giờ thì cuộc sống như thế nào? Quá giàu. Dạ, cũng có được 2-3 căn nhà ở Sài Gòn. Wow, đó là rất là khổ. Em và bạn đó nhà cũng nghèo y như nhau cả thôi. Và bây giờ cuộc sống của bạn cực kỳ là đầy đủ và trọn vẹn cùng với chồng con. Và bây giờ cái bạn đó có nhớ ơn cái lời khuyên của em để có ngày hôm nay không? Và bây giờ hai gia đình vẫn còn có mối quan hệ không? Dạ, có. Em vẫn là bạn bè cùng với nhau. Hay quá. Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp cho chồng em á, thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không, hay là phải thời gian sau rồi mới thích nhau? Dạ, thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết. Cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Cái lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là sao nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là có số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời. Xong em nói là trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân. Và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn. Cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi đó, một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là
thích người ta mà không dám nói, không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Xong em hỏi ông có người yêu chưa, ông nói chưa, chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Tức là em chủ động luôn? Dạ em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Có hôn không? Dạ có chứ. Không phải anh kể đi. Sao đâu kể đi. Thì cô chủ động thì em cũng hôn thử. Hôn liền không hay là có một chút gì đó suy nghĩ? Suy nghĩ chút xíu quá rồi hôn ngay rồi. Hôn má hôn môi? Hôn môi luôn. Hôn cũng lâu lắm. Hôn lâu không? Hôn mà cô không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Cái nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Cái môi sưng luôn. Là cô ấy cùng nhiệt quá. Nó lâu quá. Ý là một xíu thôi rồi mình ngưng lại. Đây nó lâu quá nên nó hơi bị đau. Đấy thì đó là hôn nhau cái lần đầu tiên. Em về em nằm mơ. Em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Cái em nói là quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa, để cho tôi xác nhận mối quan hệ này và tôi post lên Facebook cho tất cả mọi người biết là tôi đã có người yêu. Xong em sáng tác một bài thơ để xác lập cái vấn đề đó. Còn nhớ mấy câu trong bài thơ dạ, đó có. Đọc nhớ, một vài câu cho anh nghe đi. Anh mang nụ cười của phố núi, em miễn nụ cười của biển xanh. Đôi tay anh dịu vời chân thành, nắm chặt tay em sao nhỏ bé. Núi sẽ xanh cây, biển chiều hát, em cười thầm sẽ mãi yêu anh. Bao giờ cà phê hoa nở trắng, em theo anh về phố núi quê anh. Hay quá, vỗ tay quý vị ông Phim Trường ơi. Thế nhưng mà anh hỏi nghe, anh tò mò nghe. Cái mệnh của anh là mệnh yểu. Em nói là 31 tuổi là ông chết. Đúng không? Vậy thì cái nụ hôn đó, cái nụ hôn mà em chủ động đó, mà nó kéo dài như vậy á, có phải là do em biết rằng là cái nụ hôn nó sẽ hóa giải cái mệnh yểu của anh không? Dạ thật ra cái nụ hôn đó nó chỉ là ngừng lại cái quá trình đó thôi. Còn để hóa giải vấn đề đó là khi em lấy ảnh thì cái điều mà em nói 31 tuổi, ảnh luôn kêu em là bị khùng, bị thần kinh, suốt ngày chửi em vậy không mà. Thì á, là đúng vào cái hôm sinh nhật 31 tuổi của ảnh thì ảnh ăn cái gì em không biết. Tự nhiên ảnh bị ngộ độc thức ăn mà người lạnh hết luôn. Thì em nhìn thấy cái hồn phách ảnh á là giống như là không còn cái gì, chỉ là còn cái xác thôi. Thì em sờ vào chân nó lạnh ngắt mà em làm cái gì cũng không tỉnh. Thì em nói rồi, chẳng lẽ cái điều đó nó xảy ra. Thì em mới đi lấy một cái tô nước, thì em khấn niệm. Sau đó em lấy cái nước đó em bôi khắp người ảnh, và em giống như là vuốt để năng lượng ảnh lên á. Thì tự nhiên cái tô nước đó nó biến thành màu đen và có một cái chiếc lá xuất hiện trên đó luôn. Thì sau đó là ảnh vẫn không tỉnh. Thế là em mới ấn lật ngược ảnh lại. Em ấn vào phía sau lưng ảnh, em nói là tuổi thọ của em rất là nhiều, mà em cũng không cần sống nhiều trên cuộc đời này làm gì. Em truyền cho ảnh xin nguyện ơn trên rút 10 năm tuổi thọ của em cho ảnh. Khi mà em vừa dứt lời nghe, tự nhiên em cảm giác là người em bị rút ra đó, nó rút mạnh và nhanh á, em ngất xỉu luôn. Và sau cái điều đó là tự nhiên em cảm giác em già đi so với cái cùng hai vợ chồng độ tuổi, và tóc em cũng bạc hơn nhiều so với độ tuổi. Sao anh muốn biết là sau khi anh tỉnh dậy em thấy cô gái này nằm kế bên mình, thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là điều gì? Thấy tội cho cổ, cho vợ em. Nhưng mà em có biết là vợ em đúng, có truyền biết truyền cho em. Bởi vì cái là câu của cổ em không đừ thôi, em nhừ tử thôi, nhưng mà em yêu cầu vợ em là chở em đi bệnh viện đi. Mà vợ em có một cái là cổ không có, cổ nó hơi thiên về tâm linh nhiều lắm. Thì cổ kêu không, cái này không có khoa học đâu. Mà đúng em ở với vợ em nhiều năm thì em biết. Thì thôi em để cho cô, cho vợ em xử lý luôn. Thì em tỉnh thì em thấy vợ em nằm đó thì em biết. Xúc động, đúng không? Sau đó thì vợ em có nói với em, có kể và cho em nghe. Và khi cô cổ kể cho em nghe cái điều đó, em thấy sao? Thấy tội cho vợ mình và thấy mình thương vợ mình rất là nhiều. Nên là lý do vì sao mà mọi người hay hỏi em tại sao rất là thương vợ như vậy. Tại vì em biết được cổ đây đã làm những gì cho em, dành những gì cho em tốt nhất. Anh thấy Khải Hoàng rất là xúc động. Thương mà hay cãi quá. Hay cãi rồi hay cái kiểu là chống đối em á. Mà em nói với anh rồi, đừng có chống đối em. Anh không chống đối em á là anh muốn cái gì cũng được. Và tật nghiêm cấm kêu em bị khùng. Bởi vì tất cả những điều em chứng minh cho anh, nó đều xảy ra chứ không phải là em nói vô lấy. Trời ơi, cái gì cũng của, chủ động hết mà chị. Cái chuyện của hai bạn này á, nó giống như là một cái câu chuyện mà ở trong một kịch bản kịch hay là một trong một cái bộ phim á. Đúng rồi, trong một bộ phim á. Nhưng mà tụi em kể từ ngày bắt đầu chuẩn bị cưới tới giờ là nó rất là
Thật ra như thế này, rất muốn tìm hiểu về câu chuyện của các bạn trong nó như trong cổ tích như thế nào để chia sẻ với khán giả, nhưng mà tiếc là thời lượng nó có hạn. Nên không thể là chúng ta có thể ngồi kể chuyện với nhau thật là nhiều như vậy. Thôi bây giờ chúng ta đi đến những cái phần nào mà nó thực sự là nó ấn tượng á. Ví dụ như là anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em, ba mẹ em không có chịu. Thì em nói với ổng á là em nói với mẹ em trước, mẹ em kêu á là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận, mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc và con sẽ là người sống với ảnh. Nếu ngày hôm nay con nghe lời mẹ, ngày hôm sau mẹ sẽ khóc vì cuộc sống con buồn tủi. Nếu ngày hôm sau mẹ thấy con hạnh phúc, mẹ sẽ cười suốt cuộc đời còn lại. Là em thì... nói với mẹ. Dạ. Còn em thì sao? Em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới. Thì em mới kêu là trời ơi không được đâu, ít nhất phải 2 đến 3 năm kìa. Bây giờ này không có một cái gì hết. Thì cổ mới kêu là nếu như anh đợi cho có thì anh đợi bao lâu, anh nói cho em đi, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop, dừng cái mối quan hệ này lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì là 2-3 năm nữa em sẽ cũng chưa biết nó đi về đâu hết. Còn bây giờ được thì vợ chồng mình cứ về chung một nhà còn tiết kiệm hơn được nữa. Thì cổ dọn đồ, cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không cho bao giờ em nhìn thấy cổ nữa, cổ sẽ chuyển đi một nơi khác ở. Sợ chứ đúng không? Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi, để em dắt về nhà. Thì lúc đó là em dắt về nhà ba má em. Thì trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á. Thì cổ có ra đâu quận nhất á, cổ đi hớt tóc, cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000, em cũng lạ trong người mà em nghĩ là chắc không sao đâu. Trời ơi về á y như người ta úp cái tô lên đầu cổ á, mà họ cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn, nhìn y như là một người. Nên em lo lý do vậy, lý do mà em là cố tình em cắt vậy có... Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp mà. Em nhìn cái chú đó em thấy là ô chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu chú. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp, em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi. Mà ơi, cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó. Đúng rồi. Mà đã vậy là không có chân mày nữa. Cắt mất cái chân mày bên này. Trời, thế là em kêu thôi chết rồi, về gặp ba má là chết rồi Hoàng ơi. Cái thế là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn cái người trốn chạy tâm thần quá, không hiểu thằng Mẫn thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui 3 bữa thôi thì kệ nó, ba mẹ em quan tâm. Cái đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Nhìn thấy sợ ăn đó. Cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là kêu ba má lên phòng khách nói chuyện. Cái em sợ, em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết, tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì. Nên là em thấy ông bà rất là căng thẳng. Thì tự nhiên thấy ba mẹ mình đang không muốn nghe những cái điều mình sắp nói đó. Em không dám nói, y như ai mà bóp cổ em đó. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn, cái cổ mới kêu thôi anh Mẫn không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Có nghĩa là em ấy mở lời giùm em luôn. Nói hết luôn là mẹ em là tái mét không có một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì cái gì ba em mới kêu là vậy thì ý Mẫn sao? Con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý Mẫn sao con? Cầm thì em mới nữa. Kêu là dạ thì ý Hoàng vậy, con cũng vậy á. Con cũng xin phép cưới. Xong là kết thúc ngày hôm đó là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Là mẹ cũng không chịu. Đuổi cổ đi luôn. Cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em sợ quá em kéo lại thì ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm và sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Ủa nghĩa là hai bên nhau. Nhưng mà cho đến cái lúc mà tụi em cưới nhau á, thì lúc cả hai bên đã đều đồng ý chưa hay là tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, thì hôm nay đó ba em nói là Mẫn ơi ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không, nếu như không thì ba sẽ hủy cho con, không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tùm bậy tùm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ vậy mà làm. Thì ngày hôm mà bên gia đình của cô Hoàng thì sao? Bên gia đình của Hoàng thì ba mẹ thì sao? Có ba qua thôi, có ba mẹ và anh mẹ vẫn không đồng ý.
mà cho tới cái bây giờ thì đồng ý chưa? Đồng giờ thì bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi chị, đúng không? Ừ, một nó ba đứa rồi chị. Giờ mẹ em thương ổng lắm, mẹ em kêu quá là trời ơi chưa bao giờ á là có ai mà bóc thuốc cho mẹ uống rồi chăm chút để ấy từng ly từng tấy nên là giờ nó mẹ thay đổi suy nghĩ. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi. Dạ. Một người phụ nữ rất quan trọng trong đời mình. Dạ. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân và cảm giác giống như là tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy. Rồi hồi xưa là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á. Nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có để trong lòng nhưng mà nó giống như là một cái vết thương tổn thương và một cái thiếu quyết trong cuộc đời của mình đó. Nhưng bây giờ là mọi thứ ok rồi đúng không? Dạ quá ok luôn. Rồi quá vui. Dạ. Rồi bây giờ hỏi nè. Kinh tế thì sao? Bây giờ thì hai đứa. Đó. Dạ. Hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao em không có tiền nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Và em hay nói với ổng là bây giờ là hồi trước độc thân em là giống như đi phiêu lưu giang hồ không bận tâm, nhưng mà khi đã lập gia đình là em phải có sự ổn định. Bây giờ mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay cho người ta đó. Là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ kêu bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa. Nên là cổ hai kêu lắm, bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỡ 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi. Chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Thì anh về nói với em. Thì thôi của nó vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia lời thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà, thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm thì em cứ đi làm. Thì đâu đó khoảng một nửa tháng sau á, cổ mới kêu là có một căn ở bên quận 8, anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng em sẽ rất là rành về pháp lý. Thì cổ mới kêu em kiểm tra ok hết không, thì em qua em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì còn bây giờ vay 500 thì tiền đó mua em kêu về bỏ cuộc, em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp, cổ kêu là hôm đó là tụi em đi không em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Không, tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên vậy đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên do mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn như bây giờ. Thì là em mới về em nói là 720 thì bỏ đi. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em á làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Thì em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok quay xe đi. Thì em cũng chở cổ qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà vậy. Xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500, anh giúp tụi em đi. Thì bắt đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt cổ xem cho gia đình nhà ảnh. Rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghỉ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh cũng giàu. Thì ảnh mới nói vợ em biết hết luôn là sắp tới là anh chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Thì vợ em nói luôn, ảnh rất là ngạc nhiên. Mà em thực sự em cũng rất là ngạc nhiên. Mà bữa đó giống như là cổ nói cho bằng hết vậy đó. Thì ổng mới kêu là chờ chút. Thì ảnh mới điện qua bên Mỹ á. Thì ảnh nói chuyện đâu với chị của ảnh á. Thì chị của ảnh em nghe qua điện thoại rất là to. Tùy bao nhiêu cũng được, cho xong việc đi rồi đi. Thì là em thấy em mừng trong bụng rồi. Thì ảnh ra anh kêu ok chốt cho hai đứa 500. Nhưng mà anh nói thật lòng cho hai đứa luôn là con bé này rất là hay, là sao biết được thứ bảy này anh sẽ bay đi Mỹ. Làm sao làm hai đứa phải đưa cho anh hết đủ 500 triệu và anh bay đi luôn. Chứ còn mà đặt cọc đặt kiết là kia là sẽ không bán đâu. Anh sẽ không bán. Vậy xong lại em mừng quá rồi, em kêu rồi lui đi về. Thì ảnh mới kêu là bây giờ đặt cọc. Thì Khải Hoàng mới kêu là bây giờ trong túi còn đúng 2 triệu, anh cho tụi em đặt cọc 500 nghìn nha.
thì anh mới kêu là đi đặt cọc nhà trọ cũng phải 2-3 triệu, làm sao mà em mua cái nhà em đặt cọc 500.000. Thì em mới nhéo Khải Hoàng vì em thấy cô vợ của anh hơi nhăn, em kêu thôi thôi thì em đi mượn cái chị phó giám đốc là 20 triệu thì đặt cọc được hôm đó. Sau đó về là tụi em xoay tiền này kia, xoay tiền mượn, mượn hết bạn bè này kia. Và cái người mà nói chung là cô cũng chỉ dẫn cho em mượn ai, thì cái người mà thực sự tụi em cũng rất là quý và mang ơn là chị giám đốc, giám đốc ngày đó là chị cho vợ chồng em mượn đủ số tiền đó để mà mua cái nhà đó. Sau đó tụi em vay trả lại chị và tụi em có được cái nhà đầu tiên. Cái đêm đầu tiên ngủ của nó với em nè, tụi mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi. 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7, nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Thùng khùng anh hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng anh hài lòng quá rồi. Còn này đâu em ơi, bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Nó quá ổn định rồi. Hợp lúc quá. Đó là mang bầu đẻ thằng cu đầu tiên. Thì em nói quá ổn định rồi, bây giờ em ở nhà em chơi anh cũng có thể nuôi em bằng cái nhà vậy được mà. Mà đúng 2 năm sau thì em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn, khang trang hơn, và bây giờ tụi em cũng sở hữu được vài căn. Rồi bây giờ tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Phần hôn nhân đi, khi mà về sống với nhau á thì bắt đầu đối phương bắt đầu có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Hiểu không? Thì cái hết hồn của em với cô này là gì? Theo em định nghĩa thì là, mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói cái từ đó là nói đi, sẽ, nói đi. Là cái sẽ, gì? Cổ giờ cho nói xử em á. Là cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Là cổ gặp cô nào cổ cũng cứ cảnh báo. Cô nào cũng cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói, em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Ví dụ như là em đang ngồi trên xe đi, cái là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào lúc vậy là cổ quánh em tè đó không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là cái bắp này nó đen thui rồi. Đúng rồi. Rồi đang ngủ á, sáng hôm sau ngủ dậy cái tiếng em thấy cổ trầm dâm vậy á, cổ quậu gì mà quậu luôn, nhưng mà em cũng đâu biết vụ gì, lo cho mấy đứa nhỏ đi học đồ này kia. Một lát xong ấy là cổ kêu là trời ơi cổ bực quá đi, hồi tối hôm qua em đi bơi với cái con bé trên cơ quan mà cả một buổi luôn, mà bơi còn ẵm nhau trong hồ bơi nữa. Em kêu trời ơi cái gì vậy, thế là cổ nằm mơ mà sáng ra cổ la cho em một tăng luôn. Ghen trong giấc mơ không, đó là cảnh báo trong giấc mơ. Cái thứ hai nữa là rất là không có trau chuốt bản thân như mấy cô gái khác á, sẽ là son môi đánh phấn làm tóc làm tai rồi quần áo, cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc mà nắng mà nó cháy hết luôn. Có nghĩa là mình không chùm lại. Không chăm sóc bản thân. Đúng rồi. Không có xe xua. Rồi. Rồi không xe xua nè. Quá giản dị đúng không? Quá giản dị. Còn điều gì nữa không? Hay ăn hiếp chồng không? Hay la chồng không? Nóng tính. Nóng tính, rất là nóng tính. Khi mà trong vợ chồng có một cái gì thì em gần như là một người phải dịu xuống và phải xuôi theo, phải xin lỗi. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại. Nhìn vợ nói đi. Bớt nóng tính lại một chút. Nó xử lý một cái việc gì nó mình suy nghĩ một xíu rồi mình hãy ra quyết định. Rồi còn cái gì nữa không? Bớt nóng tính rồi có bớt cảnh báo không? À đúng, bớt nói cảnh báo một chút. Cảnh báo nhiều quá làm cho anh bị stress luôn á, anh cảnh báo quá nhiều nên là mình tức là ghen đó, còn nữa mà còn tính xấu của chồng nữa. Chắc hồi nãy giờ là nói hết chưa rồi đó. Chưa ở dơ mà hay chống chế. Ví dụ đây em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên đó, em rất là nhức đầu. Bây giờ cái mong muốn của em đối với chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em nói cho chồng em hiểu đi. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác, làm cho tội nghiệp người ta mà ảnh hưởng tới mình. Còn về chồng em, khẳng định em vẫn rất yêu thương, tin tưởng, yêu hết thân mình, yêu mà không có một cái gì để... Yêu mà cho 10 năm tuổi thọ luôn hả? Dạ. Bây giờ cho thêm vẫn cho mà, đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ ông trời mà bắt là nhường thêm tuổi thọ cho chồng là vẫn nhường. Em có nhường không? Có chứ. Đó, thấy cảm động không? Đó, quá tuyệt vời, một người phụ nữ quá tuyệt vời không. Rồi. Nhưng mà có một cái vậy nữa nghe, chị nói nè. Có nghĩa là hiện giờ chị hiểu cái tâm trạng chồng em là như vậy nè. Dạ. Vì em có một cái khả năng đặc biệt. Thành ra là có đôi khi chồng em sẽ cảm thấy là cái người vợ này của mình không phải là một người vợ bình thường như những người vợ khác. Có nghĩa là những cái gì chồng em, bí mật của chồng của mình á, là đều bị vợ
vị ra hết. Dạ. Thành ra chồng em bị mất tự tin á. Dạ. Bị mất tự tin. Dạ. Cho nên á, chị mới nói vấn đề ở đây là cái cách đối thoại với nhau làm sao em phải xóa bớt cái tâm tâm niệm niệm đó của chồng em. Có nghĩa là em vẫn là một người phụ nữ bình thường, chứ là tại vì cô này cô có một cái giác quan, một cái khả năng hơn người khác một chút thôi. Nhưng mà làm gì làm đối với em, cô vẫn là một người vợ bình thường như tất cả những người vợ khác. Còn về phía mình á, thì ví dụ như lúc nào mà mình cần phải show cái hiểu, cái là những cái khả năng đặc biệt của mình ra thì mình show để mình ngăn chặn những cái mà không tốt đến cho gia đình mình. Còn ngoài ra là em bớt tất cả những cái điều đó lại để tạo cho chồng em một cái cảm giác là chồng em với em là một hai cặp vợ chồng bình thường, và có những cái mà anh vẫn có những cái riêng của ảnh mà em không bao giờ biết được. Tức là thường nó là như vậy, em hiểu chị không? Giống như em cứ đặt em vào địa vị chồng em đi, có nghĩa là em bị nhìn thấy hết á. Em bị nhìn thấy hết luôn, em không có cái gì mà của riêng em hết trơn á, tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình chông chênh dễ sợ lắm. Nói chung là tương lai không biết, mà hiện tại bây giờ bằng khẳng định là chỉ có vợ em thôi. Em không vợ và em... con thôi đúng vợ không? Vợ và các con chị thôi. Chỉ nè, mai mốt vậy nè. Mai mốt em thấy cô nào mà em thấy không có an toàn á thì em chỉ cần nói nhẹ với chồng em là anh ơi, cẩn thận cô này. Rồi hết. Không cần em cảnh không báo nói anh đó. Nha. Em không cảnh báo anh cả. Là nếu như bây giờ anh mà tiếp cô này thì sẽ thế này, sẽ thế nọ, tương lai sẽ này. Em đừng thèm nói nữa. Và em phải nhớ mặc định trong đầu là chẳng hạn như khi vợ em đã nói là anh ơi em thấy cô này không được, là em hiểu rồi đó. Em hạn hiểu chế rồi. Lại. Đó, vậy thôi. Mình có một cái gọi là sao, những cái tín hiệu riêng cho đó, nhau vậy đó. Nhưng mà bớt lại. Rồi bây giờ nè, với một người phụ nữ đã dành cả một cái thanh xuân cho mình, cho mình tất cả và cho mình cả cái tuổi thọ 10 năm trời một thập kỷ để đổi lấy ngày hôm nay. Thôi bây giờ cái vấn đề tâm linh đó anh cũng không hiểu. Nhưng mà trước mắt là thấy được cái sự chân thành của người phụ nữ này, của người vợ này. Thì hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em có muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với người vợ của mình hay không? Chưa bao giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hồi xưa thì hai vợ chồng mà cưới nhau quá, lúc đó khó quá nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chịu á, đeo mãi tới giờ thì cũng chưa có thay. Anh thật sự là anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh cũng suy nghĩ mấy đêm nay thì anh nghĩ là thôi cái gì nó, cái đôi cặp nhẫn này nó sẽ là cái cặp nhẫn cưới đầu tiên và cũng là cặp nhẫn cưới cuối cùng, nên anh sẽ không có thay nó. Mà anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới, một chiếc nhẫn gọi là nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương và tất cả những gì anh mong muốn em hiểu và cảm nhận tình yêu của anh dành cho em và các con nha. À, có mua rồi, có mua rồi. Đâu bây giờ đeo vô coi nè. Đây nha. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Đeo hai chiếc luôn rồi, trời sướng quá. Trời đất ơi, đó. Trời ơi, bây giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Cảm ơn anh. Không cái thôi. Sao hôm đó, hai chồng ôm nhau được. Đó, trời ơi, dễ thương. Hay quá. Bây giờ cặp này chắc mình bốc hòa trước đi. Bốc hòa luôn đi. Tại vì có em bé theo mà, đúng không? Rồi, ok. Ba bé. Bốc hòa.